đêm ra ban nữ của 12 xin lỗi nữa chúng ta vào đây 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 đúng rồi đây chỉ biệt mặt bịt mắt mắt bịt con ngan con ngan mà thấy ơi rẻ lâu tên là người ai sâu bốn sẽ thực hiện thầy lấy vào trong khu vực sân khấu thi đấu ở hồ thầy Trung để bịt mặt. Thắng ơi bên này nhá. Vâng, tổ trọng tài làm việc rất chắc chắn, đã dùng một khẩu trang y tế, sau đó thêm một lớp khăn nữa để đảm bảo là vận động viên không thể nhìn thấy cái gì ở trước mắt. Đây, bên đây nhá. Chuẩn bị bấm giờ này, chuẩn bị đi. 1, 2, 3, bắt đầu. Thả xuống. Anh vào trong này đi. Em ơi. Lớp A4 chuẩn bị. Đây. Sau lớp C3 sẽ là lớp A4. Biết là nào lại. Còn tôi nghe tôi phải co cắt đi. Biết phải. Ê à, Dinh ơi, tao hét bên này nha. Hét bên này. Không có vị là mà sao lại ngang thành. Bắt đầu. Tiếp theo xin mời tên của người A4 chúng ta vào trong sân khấu. A4 xong, A4 chúng ta sẽ vào ngay. Thật là tuyệt vời. Kết quả rất nhanh.
bên đây nhá, bảo ơi. Sau C2 xin mời hai vận động viên của lớp 10A1 đứng ngay khu vực vào sân khấu để chúng ta thi đấu bắt ngan. Cử vận động viên đến ngay khu vực để tránh chờ lâu. Kết thúc chương trình, các em có muốn các thầy cô chơi trò chơi này không nhỉ? Ban tổ chức cũng sẽ nhờ và cử một số thầy cô tham gia chơi. Có thể nói với chủ nhiệm hoặc các đồng chí trong ban trường. Chuẩn bị bắt đầu. Sẽ rất khó ở điều chỉnh phương hướng, người thì lại né trái, người thì lại thực sự rất khó. Rất nhiều khán giả đang cổ vũ sao
thời gian. Cảm ơn các đồng viên, tất cả các đồng viên ở con Nam Sứ. Xin mời lớp 1 ở Bắc Kinh. Hải ơi, mày biết chỗ này rú ở đâu không? Chuẩn bị, bắt đầu! Lôi 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 lôi.
Làm sao? Bên trái bạn nữa đấy, vô thẳng lên, vô lên rồi. Vô mông nhau ấy. Đấy, bạn nữ đi thẳng đấy, bạn nữ đi thẳng. Rồi, đấy. Rồi, vô. Đây. Đi thẳng đi, bắt đi. Trượt rồi. Đi thẳng, sau quay. Vô. Tuyệt vời. Sau quay mà nó cũng hoàn thành được nhiệm vụ vẫn còn trong thời gian. Tuyệt vời. Xin mời lớp B5 luôn. Sao quay mắt nó vụ luôn. Sau B5 sẽ là A3. Thì tôi đưa đến với lớp B3. Chúng ta sẽ cùng về khu vực sân khấu. Chuyện đằng sau. Chưa. Chuẩn bị. Bắt đầu. Chúng ơi, cho ngan uống nước đi. Cho nó uống nước đi. Nước sau nha. Uống đi. Vô luôn. Chuẩn bị. Bên phải. Vô luôn. Vô đi. Đi thẳng ấy.
vô đi. Mà sau lưng vậy, sau lưng. Ngoài đi đạp, đi đạp. Bạn nữ đi thẳng đi. Con trai. Chuẩn bị tiếp tế thêm lương thực thực phẩm cho con Nam để có sức. Mệt lắm rồi. Cho nó nghỉ đi thầy ơi. Bắt đầu. Đi thẳng ấy. Đi thẳng. Bên trái, bên phải, bên phải. Sao quay đằng sau. Đi thẳng. Bạn nữ đằng sau. Quay đi. Quay đi. Vô đây, vô đây.
đi thẳng đi thẳng đi cô 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 thẳng đi cô đi đi thẳng đi thẳng sau lưng gái ơi sau lưng ơi đằng sau bạn gái đằng sau đằng sau đi ra cô đằng sau bạn nữ rồi đây 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 tiến lên bạn nữ tiến lên bạn nữ sau quay sau đằng sau quay đấy được rồi bạn nữ đi thẳng bạn nữ đi thẳng bạn nữ đi thẳng chạy sang trái đi bạn sang quay bạn nữ đi thẳng bạn nữ đi thẳng đi thẳng qua đây đuổi đi bên trái bên trái bên trái 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 đi thẳng ơi đi thẳng ơi đằng sau qua đây đằng sau đằng sau sau lưng quay qua đây sau lưng sau lưng Đừng nói ra. Ông ơi, bên này, bên này. Vô, vô, vô. Bên trái, bên trái, bên trái. Trái, trái, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng đi. Vô, vô đi. Vô, vô, vô. Sao lưng quay. Sao lưng quay. Vô, vô. Bên này, bên này, bên này, bên này. Bên trái, 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 trái. Trái, trái. Trái, trái. Trái, trái. Ngồi xuống, ngồi xuống cua. Ngồi xuống cua. Sao lưng, sao lưng, sao lưng. Bên trái, bên trái. Trái, trái. Trái đây, trái đây. Vào bên trái đây. Đôi, đôi, đôi. Bên trái đi, bay, đi thẳng. Đây, bạn nữ đi thẳng đi. Đằng sau, bên trái là nữ, bên trái là đằng sau, bên trái, bên trái. Đằng sau em ơi. Đằng sau, đằng sau em. Đằng sau, đằng sau. Sau lưng nữa. Tiến lên, bạn nam, tiến lên. Trước em ơi. Chết rồi à. Được cô thầy ơi. Con thầy cô nào đăng ký chưa? Sau khi ngồi xuống rồi mình sẽ được quay trình diện chơi cùng các em ạ. Mời cô Thảo kìa. Mời cô Thảo Thảo vào chơi. Bắt đầu. Đằng sau, quay lại đi. Vô, 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 vô,
tuyệt vời. Sau chi đoàn cuối cùng sẽ mời cô Adam. Đang giải nhé. Và các thầy chơi cũng sẽ tính giải với các em học sinh nhá. Em về chị không? Oh, my God.
không đơn giản tí nào. Chúng ơi, sao lên là sao đây? Đây cho anh đây này, cho anh rồi đi thẳng rồi, là sang bên kia rồi, là sang bên kia rồi, bù đi, bù đi, bù đi. Đang sao chung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.